Trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ và sự phát triển nhanh chóng của các đô thị, chúng ta chứng kiến số lượng tòa nhà mọc lên ngày càng nhiều, từ những chung cư cao tầng đến các trung tâm thương mại và văn phòng, phản ánh một bước tiến lớn trong kiến trúc và xã hội. Điều này đã mang đến nhiều tiện ích và cơ hội kinh doanh, nhưng lại đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý và vận hành tòa nhà. Việc quản lý tòa nhà một cách hiệu quả trở thành yếu tố quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và sự hài lòng của người dân sinh sống và làm việc tại các tòa nhà. Điều này đòi hỏi một hệ thống quản lý chuyên nghiệp, đồng bộ và thông minh, từ việc bảo trì, an ninh đến các dịch vụ tiện ích, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của cộng đồng. Thấu hiểu những điều đó, An Phú Sa đã nỗ lực nâng cao giá trị sống đô thị, góp phần vào sự phát triển bền vững của các đô thị hiện đại. Với đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động, giàu nhiệt huyết, đồng hành cùng các nhân sự chủ chốt giàu kinh nghiệm, đã và đang dần khẳng định vị thế và thương hiệu của An Phú Sa trong lĩnh vực quản lý tòa nhà với phương châm tận tay, tận tâm và cam kết chất lượng hạng A. An Phú Sa đã hợp tác cùng Jotech Holdings để mang đến giải pháp quản lý tòa nhà thông minh cho các khách hàng. Từ phần mềm quản lý tòa nhà, hệ thống kiểm soát an ninh đến các ứng dụng tiện ích cho cư dân. Việc ứng dụng phần mềm JoIoC vào quản lý và vận hành khu đô thị giúp công ty An Phú Sa tối ưu hóa nhân sự và nâng cao chất lượng các dịch vụ. Không những đảm bảo công khai, minh bạch về tài chính mà còn vận hành tòa nhà và trung tâm thương mại một cách an toàn, văn minh, đáp ứng các nhu cầu trong đời sống sinh hoạt hiện đại. Quy trình chuyển đổi số công tác quản lý vận hành dễ dàng, nhanh chóng. Đội ngũ chuyên môn của chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo, chuyển giao công nghệ cho khách hàng ngay tại dự án. Hướng dẫn cho từng bộ phận, từng nhân viên cách sử dụng phần mềm quản trị và phối hợp cùng ban quản lý, ban quản trị truyền thông, hướng dẫn cài đặt ứng dụng chuyển đổi số cho cư dân. Nền tảng chuyển đổi số YoIoC giúp ban lãnh đạo dễ dàng quản lý giám sát chi tiết hệ thống công việc của các phòng ban. Xem báo cáo hóa đơn công nợ, doanh thu hàng tháng, đồng thời điều khiển từ xa hệ thống quản lý tòa nhà BMS. Tối ưu quy trình quản lý, công khai minh bạch các thông tin, giải quyết mọi bất cập trong quản lý và vận hành tòa nhà. Với nền tảng chuyển đổi số YoIoC, chúng tôi đã số hóa toàn bộ quy trình quản lý và triển khai công việc của các bộ phận như sau. 1. Bộ phận chăm sóc khách hàng. 2. Bộ phận an ninh. 3. Bộ phận vệ sinh môi trường. 4. Bộ phận kinh doanh dịch vụ. 5. Bộ phận kỹ thuật. 6. Bộ phận kế toán. Bộ phận chăm sóc khách hàng. Chăm sóc khách hàng, lễ tân là một phần không thể thiếu trong bộ phận vận hành tòa nhà, là người hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của cư dân. Hướng dẫn cư dân tải app, đăng ký, đăng nhập và xác minh thông tin cư dân trên ứng dụng chuyển đổi số YoLife. Với triết lý thiết kế lấy con người là trung tâm, YoLife mang đến một cuộc sống số, kết nối đa tiện ích, giải quyết đa nhu cầu của mọi cư dân. Thông qua nền tảng YoIoC, bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ là người xác minh thông tin cư dân, đăng thông báo, tạo khảo sát, tiếp nhận phản ánh từ cư dân và giao việc cho bộ phận kỹ thuật. Bộ phận kỹ thuật, tổ trưởng kỹ thuật theo dõi tình trạng công việc, giao việc cho nhân viên qua ứng dụng YoIoC. Nhân viên kỹ thuật nhận việc, checklist công việc, chuẩn bị dụng cụ đến địa điểm xử lý công việc. Quét mã QR check bơm sinh hoạt. Check bơm phòng cháy chữa cháy, hiển thị thông tin ngày bảo trì bảo dưỡng thiết bị. Quét mã QR chỉ số điện nước trên đồng hồ. Khi đã hoàn thành, chụp lại báo cáo công việc trên ứng dụng YoIoC. Thông qua ứng dụng YoIoC, tổ trưởng kỹ thuật sẽ giám sát được tình trạng công việc của toàn bộ nhân viên kỹ thuật đã hoàn thành, đang xử lý, quá hạn. Đánh giá KPI, khen thưởng cho từng nhân viên công bằng và khách quan. Ngồi tại nhà, cư dân dễ dàng booking các tiện ích nội khu, đăng ký dịch vụ hành chính số, dịch vụ sửa chữa, lướt diễn đàn, mua sắm online tiện lợi.
cư dân gửi phản ánh đến ban quản lý, ban quản lý nhận phản ánh, chuyển tiếp công việc liên quan đến các bộ phận và được xử lý tức thời. Bộ phận vệ sinh môi trường, nhân viên cây xanh nhận phản ánh, checklist công việc, sử dụng dụng cụ cắt tỉa cây xanh. Khi công việc hoàn thành, chụp ảnh và báo cáo công việc đã thực hiện. Qua ứng dụng YoIoC, trưởng bộ phận vệ sinh, cây xanh theo dõi và điều hành công việc dễ dàng. Tương tự, nhân viên vệ sinh quét mã QR tại sảnh để check công việc và tiến hành quét dọn. Sau khi hoàn thành, chụp ảnh báo cáo công việc trên ứng dụng YoIoC. YoLine tự động nhắc lịch thay lõi lọc nước đến cư dân và cư dân dễ dàng book dịch vụ thay lõi lọc của ban quản lý ngay trên app YoLine. Nhân viên kỹ thuật nhận được thông báo công việc phát sinh, ngay lập tức đến để xử lý và sau khi hoàn thành sẽ chụp ảnh và báo cáo trên ứng dụng YoIoC, mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho quý cư dân sinh sống trong các khu đô thị, tòa nhà. Bộ phận kế toán. Bộ phận kế toán sử dụng phần mềm quản lý YoIoC để gửi thông báo hóa đơn chi tiết đến từng cư dân. Cư dân ngồi tại nhà, mở app YoLine xem hóa đơn chi tiết, quét mã QR và thanh toán trực tuyến. Sau đó, kế toán sẽ vào phần mềm quản trị trên web xác nhận thông tin thanh toán hóa đơn cho cư dân. Ngoài ra, bộ phận kế toán công ty An Phú Gia sẽ quản lý hóa đơn chi tiết theo từng dự án, tòa nhà, căn hộ, theo từng phương thức thanh toán, quản lý công nợ, báo cáo thống kê, xuất báo cáo thống kê chi tiết từng căn hộ, từng loại hình phí, theo từng ngày và khoảng thời gian lọc. Bộ phận an ninh truy cập ra vào khu đô thị bằng QR code thông minh, dễ dàng. Sau khi hoàn thành công việc, chụp ảnh và báo cáo trên ứng dụng YoIoC. Cư dân thanh toán hóa đơn trực tiếp trên app YoLine thông qua cổng thanh toán OnePay nhanh chóng, tiện ích. Thẻ xe tự động dừng hoạt động khi cư dân quá hạn thanh toán hóa đơn và tự động kích hoạt thẻ xe khi cư dân thanh toán qua app cư dân. Nền tảng chuyển đổi số YoLine sẽ giải quyết nhanh chóng và kịp thời các yêu cầu của cư dân. Nhờ đó, ban lãnh đạo cũng sẽ có những đánh giá chính xác về mức độ hài lòng của cư dân khi sử dụng dịch vụ. Từ đó, đưa ra điều chỉnh và nâng cao chất lượng dịch vụ phù hợp. Ứng dụng nền tảng chuyển đổi số YoIoC tại các dự án mà An Phú Gia đang quản lý đã mang lại nhiều lợi ích, tiết kiệm thời gian, tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao chất lượng quản lý. Bằng việc thay thế phương pháp quản lý truyền thống bằng các công nghệ hiện đại, ban lãnh đạo sẽ dễ dàng và linh hoạt hơn trong việc kiểm soát hoạt động của từng phòng ban, đồng thời theo dõi tiến độ và đánh giá KPI của nhân viên một cách minh bạch và chính xác. Nền tảng chuyển đổi số công tác quản lý vận hành YoIoC An Phú Gia đã góp phần đưa sản phẩm trí tuệ Việt vào cuộc sống. Đó là sự lựa chọn hàng đầu cho các tòa nhà, khu đô thị hướng đến xây dựng tòa nhà xanh, thông minh, an toàn, bền vững. Tận tâm nâng tầm giá trị.